Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin địa phương đêm nay là bản tin liên quan tới việc ứng cử viên Hạ viện Sam Licardo bị khiếu nại lên liên bang. Ứng cử viên Hạ viện Sam Licardo đối diện với đơn khiếu nại lên Ủy ban bầu cử liên bang với cáo buộc ban vận động tranh cử của ông dùng tiền đen tối để đòi kiểm đếm lại phiếu bầu trong cuộc chạy đua ở khu vực bầu cử số 16. Ông Mark Zarzana là chủ tịch Hiệp hội Luật sư Chính quyền của hạt Santa Clara nộp đơn khiếu nại lên cơ quan giám sát chính trị liên bang vào cuối tuần qua. Ông cáo buộc ban vận động của cựu thị trưởng San Jose thực hiện một âm mưu bí mật nhằm phối hợp trái phép với một siêu ủy ban hành động chính trị mới thành lập để yêu cầu kiểm đếm lại phiếu bầu cử ở khu bầu cử thứ 16. Ủy ban bầu cử liên bang sẽ xác định liệu khiếu nại này có khả tính hay không trước khi mở cuộc điều tra để xác định ban vận động có vi phạm luật bầu cử hay không. Theo ông Zarzana, có bằng chứng cho thấy ban vận động của ông Licardo liên quan đến yêu cầu kiểm đếm lại phiếu bầu. Ban vận động của ông Licardo thực hiện cuộc khảo sát để xem thành tích của ông sẽ như thế nào trong cuộc chạy đua ba bên hoặc hai bên chỉ vài ngày sau khi kết quả bầu cử được chấp thuận. Ngày 9 tháng 4, chỉ vài ngày trước hạn chót, ông Jonathan Padilla là một người thân tín của ông Licardo đề nghị kiểm đếm lại phiếu bầu. Cùng ngày, một ủy ban hành động chính trị mang tên là Count the Vote được thành lập và cấp ngân sách cho quá trình kiểm đếm lại. Đứng sau siêu ủy ban hành động chính trị này là các cá nhân có liên hệ thân cận với cựu thị trưởng và ban vận động. Ủy ban hành động chính trị giới thiệu ông James Sutton thuộc công ty Wharton & Tucker là thủ quỹ và ủy ban đã chi 96.000 đô la cho việc kiểm đếm lại. Thị trưởng San Francisco London Breed khen ngợi chuyến đi thành công sau khi từ Hoa Lục trở về. Thị trưởng London Breed trở về San Francisco vào hôm Chủ nhật sau chuyến thăm Hoa Lục, công bố chuyến đi thành công lớn sau khi Trung Cộng đồng ý gửi gấu panda đến sở thú San Francisco. Phát biểu tại phi trường quốc tế San Francisco, bà Breed nói rằng bà đã đạt được mục tiêu trong chuyến thăm Trung Cộng. Chuyến đi của thị trưởng, bao gồm các điểm dừng ở Bắc Kinh và Thượng Hải, là cơ hội để mời gọi đầu tư nhằm phục hồi kinh tế của San Francisco và thúc đẩy du lịch khi thành phố tiếp tục phục hồi sau đại dịch. Lịch trình của bà Breed bao gồm các cuộc họp với nhiều doanh nghiệp Trung Cộng như công ty điện tử CVTE, các hãng hàng không Air China, Hainan Airlines và Shenzhen Airlines. Những cuộc họp này là một phần trong nỗ lực của thị trưởng để vận động thêm nhiều chuyến bay trực tiếp từ Hoa Lục, thu hút thêm doanh nghiệp và du khách quốc tế đến San Francisco, trong khi trung tâm thành phố đối diện với tỷ lệ văn phòng bỏ trống cao kỷ lục, làn sóng các nhà bán lẻ lớn bỏ đi và lượng du khách giảm. Bà Breed cho biết bà hy vọng bà đã đặt nền móng để thu hút thêm các chuyến bay từ Hoa Lục trong tương lai. Bà nhận thấy rõ ràng có nhu cầu đó khi người dân và các lãnh đạo doanh nghiệp ở Trung Cộng nói họ muốn có thêm nhiều lựa chọn bay từ Trung Cộng đi San Francisco. Nhưng gấu panda cho bà lý do để vui mừng sau khi bà ký thỏa thuận để Trung Cộng đưa gấu panda đến sở thú San Francisco. Lãnh đạo thành phố hy vọng gấu panda sẽ thu hút thêm du khách đến sở thú và thành phố. Con cá voi chết đầu tiên ở vịnh San Francisco trong năm nay trôi dạt lên bãi biển Alameda. Theo Trung tâm Động vật biển có vú, một con cá voi chết trôi dạt lên bãi biển ở Alameda vào tối thứ Bảy, trường hợp cá voi chết đầu tiên như thế này ở vịnh San Francisco trong năm nay. Phát ngôn viên Giancarlo Rolli của trung tâm ở Sausalito cho biết, nhân viên tại Viện Hàn Lâm Khoa học California thông báo xác cá voi trôi nổi gần bãi biển Robert W. Crown ở Alameda vào tối thứ Bảy. Ông Rui nói rằng con cá voi bị mắc kẹt trong bùn hoặc bãi cát ngoài khơi lúc sáng sớm và sau đó trôi nổi theo thủy triều. Nhiều cơ quan như Viện Hàn Lâm Khoa học California, Công binh Lục quân Hoa Kỳ, Tuần duyên Hoa Kỳ và các đối tác địa phương dự tính kéo xác cá voi đến công viên tiểu bang Angel để khám nghiệm nhằm xác định nguyên nhân cá chết. Bà Mo Flannery thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học California cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân cá voi chết vì chưa thể xem xét kỹ do ta đang trôi nổi ngoài biển. Cá voi có lẽ sẽ được kéo đi trong ngày thứ hai, tức là ngày hôm nay. Con cá voi này được xác nhận là một con cá voi xám cái trưởng thành dài khoảng 12 mét. Nhân viên Viện Hàn Lâm Khoa học đã thu thập mẫu mỡ cá voi và dữ liệu khác. Cơ quan khí tượng và hải dương quốc gia Hoa Kỳ, tức NOAA, công bố đợt tử vong bất thường từ năm 2019 đến năm 2023 do một lượng lớn cá voi xám chết trôi dạt vào bờ dọc theo duyên hải miền Tây Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Các nhà nghiên cứu xác định thay đổi hệ sinh thái dẫn đến suy dinh dưỡng, tỷ lệ sinh con giảm và va chạm với tàu thuyền. Nhân viên bảo vệ tại quán bar ở Petaluma bị bắt giữ vì hành hung khách. Năm nhân viên bảo vệ bị bắt giữ sau khi hành hung một vị khách tại một quán bar ở Petaluma vào tối thứ Bảy.
Sở Cảnh sát Petaluma vào hôm Chủ nhật cho biết, nạn nhân gọi 911 ngay trước nửa đêm, trình báo anh ta bị tấn công theo sau cuộc cãi vã với nhân viên bảo vệ tại quán Jamison's Roaring Donkey. Các nhân viên bảo vệ gồm Christopher Jonathan Ortiz, 31 tuổi, Daniel Vega Ramirez, 27 tuổi, Diego Vega Ramirez, Miguel Chesto Beber và Christopher Vega Ramirez, cùng 25 tuổi, được đưa vào nhà tù quận hạt Sonoma vì tội hành hung. Nạn nhân, một người 38 tuổi ở Santa Rosa, khai với cảnh sát anh ta đang rửa tay trong nhà vệ sinh khi một phụ nữ bước vào. Nhân viên bảo vệ đi theo cô ta và bảo cô ta rời khỏi nhà vệ sinh. Cuộc cãi vã diễn ra giữa nạn nhân và các nhân viên bảo vệ sau khi nạn nhân đặt câu hỏi cách đánh giá tình huống của nhóm bảo vệ. Nạn nhân không say xỉn trong lúc cãi cọ, tiếp tục cãi vã với nhân viên bảo vệ. Nhóm bảo vệ tấn công và đè anh ta xuống đất. Sau khi đưa anh ta ra khỏi quán bar, nhân viên bảo vệ tiếp tục hành hung nạn nhân trên vỉa hè. Một nhân chứng khai với cảnh sát rằng một bảo vệ siết cổ nạn nhân trong khi những người khác đấm đá anh ta. Theo cảnh sát, nạn nhân bị thương đáng kể. Nhân viên cấp cứu cứu chữa anh ta tại chỗ. Buổi hội luận vô hiệu hóa quyết định 1334 của Cộng sản Việt Nam. Vào lúc 1 giờ trưa thứ Bảy ngày 20 tháng 4 vừa qua, các nhà hoạt động chính trị và cộng đồng tại miền Bắc California đã phối hợp cùng nhau tổ chức một buổi hội luận chính trị với đề tài Làm thế nào để vô hiệu hóa quyết định 1334 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại phòng họp thư viện Tully số 880 Tully Road, thành phố San Jose. Đông đảo đồng hương tại vùng Bắc Cali quan tâm đã đến tham dự. Được biết, vào ngày 10 tháng 11 năm 2023, Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là ông Trần Lưu Quang đã ký quyết định 1334 về cái gọi là đề án phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới. Đây là âm mưu vô cùng tinh vi của Cộng sản Việt Nam nhằm khai thác nhân tài vật lực của người Việt hải ngoại để làm giàu cho chế độ hầu tiếp tục thống trị đất nước. Buổi hội luận là dịp để mọi người đóng góp ý kiến, nêu lên những thắc mắc và đặt câu hỏi với các vị diễn giả về các biện pháp khống chế quyết định 1334 của Cộng sản Việt Nam. Chương trình với phần thuyết trình của ba diễn giả gồm giáo sư Nguyễn Văn Canh, nguyên giáo sư phụ tá khoa trưởng Đại học Luật khoa Sài Gòn. Ông Lê Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng và ông Thái Văn Hòa, Tổng Hội trưởng Tổng hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Quan khách tham dự đã có dịp hiểu rõ hơn về quyết định 1334 và qua buổi hội luận này, mọi người cùng nhau đóng góp ý kiến để tìm cách chống lại quyết định 1334 và ngăn chặn để không làm ảnh hưởng đến các thế hệ người Việt Nam tị nạn Cộng sản tại hải ngoại. Buổi hội luận với đề tài vô hiệu hóa quyết định 1334 của Cộng sản Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp vào buổi chiều cùng ngày. Lễ giỗ tổ Hùng Vương. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Dù đang sống tại hải ngoại, nhưng đồng hương người Việt tại San Jose, mỗi khi đến ngày giỗ tổ vua Hùng, thì các hội đoàn đều long trọng tổ chức ngày lễ giỗ thật trang nghiêm. Trong ngày Chủ nhật 21 tháng 4 vừa qua, phóng viên Việt Today đã có mặt tham dự buổi lễ giỗ tại đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, số 780 South First Street, downtown thành phố San Jose. Hùng khí núi sông muôn đời nuôi lớn hồn Việt tộc, suối nguồn Hồng Lạc vạn thở nguyện bồi gốc văn lang. Họ Hồng Bàng chính là cội nguồn của dân tộc Việt, người Việt luôn tự hào mình là con rồng cháu tiên, đó là lòng tự tôn dân tộc có nguồn gốc từ một ý thức được lưu truyền lâu bền và mạnh mẽ trong tâm thức của người Việt. Cội nguồn đó được nhắc nhở bởi ngày giỗ tổ hàng năm. Gần 200 quốc gia và hàng ngàn dân tộc trên thế giới, duy chỉ có dân tộc Việt ta là có ngày tri ân người khai sáng dân tộc và dựng nước, đó chính là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Nghi thức tổ chức được diễn ra hết sức trang trọng, với phần mở đầu là lễ dân hương cáo yết, sau đó là phần tế lễ theo nghi thức cổ truyền dân tộc. Trong phần tế lễ, có phần dân tứ phẩm Hùng Triều là bánh chưng, bánh dày, trầu cao và dưa hấu, theo đúng nghi thức truyền thống tại quê nhà. Nghi thức tế lễ hoàn tất vào lúc 11 giờ rưỡi trưa và quan khách cùng ở lại thụ lộc do ban tổ chức khoản đãi. Chiều nhạc tưởng niệm 49 năm tháng Tư đen. Vào lúc 1 giờ trưa Chủ nhật ngày 21 tháng 4 cuối tuần qua, Hội Văn thơ Lạc Việt đã tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề Chiều nhạc tưởng niệm 49 năm tháng Tư đen tại hội trường của ngạc Santa Clara số 70 West Heading Street, thành phố San Jose. Đông đảo quan khách đã đến tham dự và được biết năm nay là năm thứ 5 liên tiếp Hội Văn thơ Lạc Việt đứng ra tổ chức trong những ngày tháng 4 tang thương của người Việt tị nạn.
Chương trình với các tiết mục ca nhạc, văn thơ truyền thống do gần 20 ca nhạc sĩ với những giọng ca truyền cảm nhất hát với tất cả trái tim của thung lũng hoa vàng đảm trách như Anh Khoa, Ngọc Hoa, Thanh Trúc, Duy Hải, Lệ Hà, Trung Kiên, Thúy Nga, Hạnh Thảo và đoàn Yuka Bắc Cali. Chương trình được bắt đầu với lời chào mừng quan khách và lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa do chiến hữu Hoàng Thưởng đảm trách. Sau đó là phần phát biểu cảm nghĩ của ông Lê Văn Hải, Hội trưởng Hội Văn Thơ Lạc Việt. Đoàn Yuka Bắc Cali mở đầu chương trình với hai ca khúc Chiến sĩ vô danh và Cờ bay trên cổ thành Quảng Trị. Sau đó là những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc. Ban tổ chức cũng rất chu đáo chuẩn bị thức ăn nhẹ và thức uống cho tất cả quan khách tham dự. Mọi người đã có những giây phút lắng lòng tưởng nhớ đến những ngày đau thương, mất mát trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975 qua những bài thơ, câu hát thật cảm động do các ca nghệ sĩ trong chương trình biểu diễn. Chương trình văn nghệ Chiều nhạc tưởng niệm 49 năm tháng 4 đen kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Quý vị vừa theo dõi phần tin địa phương. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần Closing News. Phần tin địa phương được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar. Quý vị được tham khảo và lắp đặt solar hoàn toàn miễn phí. Xin gọi 408-780-2013 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi công ty BD Home Group Inc. chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADUs, guest house. Đặc biệt, có nhận xây mới tiệm nail, nhà hàng Boba Milk Tea. Xin gọi 657-535-6789 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Southwest Sun Solar, một công ty uy tín và nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện và thiết lập cho quý vị hệ thống giữ điện mới nhất. Công ty bảo đảm sẽ tiết kiệm tiền điện cho quý vị so với giá tiền mà quý vị đang trả cho công ty điện lực. Để có được một hệ thống solar và hệ thống giữ điện tối tân nhất, không phải trả tiền lắp ráp mà còn được 25 năm bảo hành, xin đừng chần chờ gì nữa, hãy mau gọi ngay cho Southwest Sun Solar 408-780-2013, 408-780-2013. Don't overpay for your ADU, don't overpay for your ADU. Quý vị muốn tiết kiệm tiền và không muốn mất quá nhiều tiền và thời gian cho việc xây cất ADU. Việc xây cất ADU chưa bao giờ dễ dàng như thời điểm hiện tại ở California, đặc biệt ở San Jose và các thành phố lân cận. Hiện nay, công ty BD Home Group đã có 4 kiểu mẫu ADU đã được approve. Quý vị có thể chọn một trong 4 kiểu ADU này để tiết kiệm thời gian xin permit bản vẽ để tiến hành xây dựng ADU của quý vị một cách nhanh chóng. Công ty BD Home Group chuyên xây nhà mới, condo, apartment, ADU, guest house với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm uy tín trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế và tư vấn các công trình nhà ở, sửa chữa nhà cửa đến các công trình cấp cao, v.v. Chúng tôi sẽ giúp quý vị xóa tan mọi lo lắng và mang lại không gian sống và làm việc tốt nhất cho quý vị với giá cả vô cùng rẻ. Công ty sẽ giúp quý khách lo từ bản vẽ đến giấy phép hợp lệ để xây dựng, tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin hãy gọi ngay cho công ty BD Home Group số phone 657-535-6789 và số phone hotline là 669-699-6999. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Và sau cùng là phần Closing News. Voi trang trí cầu kỳ làm rạo được tín đồ trong lễ hội Ấn Giáo ở Ấn Độ. Một đàn voi trang trí cầu kỳ sặc sỡ dẫn đầu một nghi lễ Ấn Giáo ở Kerala của Ấn Độ hôm 19 tháng 4 trong tiếng reo hò vang dội của hàng ngàn tín đồ sùng đạo. Tại đền thờ Vadakkunnathan, một nơi linh thiêng cổ xưa ở thành phố Thrissur, hiến dâng cho thần Shiva, đám đông quy tụ để theo dõi cuộc sức kiệu hàng năm, nơi các tu sĩ cử hành các nghi thức với những chiếc dù sặc sỡ trong khi cưỡi voi. Nghi lễ kéo dài đến chiều tối khi những ánh đèn và hình ảnh của các vị thần được đặt trên những con voi. Thrissur Puram là lễ hội được tổ chức hàng năm, thông thường từ giữa tháng 4 cho đến tháng 5. Trong ngày Puram, trùng với sự xuất hiện của sao Puram trong tháng Bedam của lịch Malayalam.
Kính thưa quý vị, phần Closing News vừa rồi để chấm dứt bản tin đêm nay của chúng tôi, Quốc Bảo và Nam Minh xin mến chào tạm biệt và kính chúc quý vị có một đêm thật an lành.